Đồ chơi giải trí xin chào anh em nha. Nãy hôm nay đồ chơi giải trí lại về XK và về lại về ba cái mẫu dân sim dành cho anh em chơi PCB. Đấy, ba dân sim cho bang cricket. Đấy, bên em hiện tại bây giờ là có ba mẫu. Một mẫu là một sim bịch và hai mẫu sim hộp. Đấy, trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em cũng mới sơ qua cách giao dịch mua bán hàng bên em. Đấy, đây là hai số điện thoại anh em gọi điện đặt hàng. Đấy, em gửi hàng cho anh em là gửi hàng COD, nhận hàng trả tiền. Đấy. Rồi anh em lưu ý nha. Rồi. Trước tiên em giới thiệu cho anh em về cái mẫu dân sim dành cho Vang Cricket là sim bịch đây. Một bịch như vậy nó sẽ có tất cả các chi tiết cho anh em thay trong Vang Cricket. Đấy. Trong cái bịch này thì nó sẽ không có sim băng nạp. Nhưng mà bên em sẽ nhập riêng cái sim băng nạp về bỏ cho anh em. Đấy, mỗi cái em bỏ cho anh em 5 cái. Mỗi cái em bỏ cho anh em 5 cái sim băng nạp. Đây. Một cái như vậy sẽ có 5 cái sim băng nạp 8 cho anh em. Đấy. Thường thường những cái bịch sim thì nó sẽ không có băng sim cho băng nạp chân 8. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ mở ra cho anh em xem. Em bịch nó sẽ gồm những chi tiết như thế nào. Đây. Đây là một bịch sim của nó này anh em nha, một bịch sim của nó nha, một bịch sim của Vang Cricket. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đây. Trong này nó sẽ có mỗi chi tiết sẽ có cho anh em thay được 5 lần. Đấy. Đấy. Sẽ em lọc cho anh em xem. Video hơi dài anh em xem kỹ hết nha, anh em xem cố gắng xem hết video nha, bởi vì để cho anh em mua hàng cho nó đúng chất lượng, đúng sản phẩm. Đấy. Cái sim này là sim cứng anh em nha, sim rất cứng, cứng chứ không phải sim mềm. Sim mềm thì anh em thay rất nhanh hơn, cực kỳ nhanh hơn. Còn cái này là sim cứng, mà thì nó lựa lâu quá. Để em bây giờ em sẽ dùng một cái van cricket bản rẻ này để em thử mấy cái chi tiết bên trong, mà không có người mượn đây làm gì. Trong này thì nó sẽ có một cái đây thì nó sẽ không có sim thay đâu. Đấy, nó có sim, một cái sim bên trong này anh em. Đấy, cái phần này đây, trong này sẽ có một cái sim bé bé ở đây, đây là sim của ốc chỉnh áp. Là trong này đây nó sẽ có đây cho anh em đây. Đấy, nó sẽ có cho anh em 5 cái sim như vậy để anh em thay. Đấy, 5 cái sim như vậy là 10 cái. Đây, 1, 2, 5 cái. Ở đây sim ốc chỉnh áp. Và trong cái trục lò xo này sẽ có hai cái siêu. Một siêu bé và một siêu lớn. Đây, cái siêu bé này thay được cho chỗ này. Cũng được, cũng có 5 lần. Thay 5 lần là tổng cộng 10 cái siêu bé này. Ở đây một cái siêu cho cái trục lò xo đây. Đây. Siêu rất cứng anh em nha. Đấy, siêu rất cứng nhưng mà siêu mềm đâu. Đấy. Siêu mềm nên anh em kéo giãn này nó nhanh đứt lắm, nó nhanh anh em thả nó nhanh hư lắm, nhanh xì hơi lắm. Đây. Ở đây phần này sẽ có đây, sẽ có. Đấy. Anh thấy chưa? Đấy. Sẽ có 5 lần cho anh em thay, 5 số lần gì đây. Còn mấy cái sim này là đây, mấy cái sim này là sim dành cho tia xả đây. Rồi sim băng nạp thì sẽ có 5 cái, sim băng nạp chân 8 có 5 cái. Rồi đây là phần sim, phần về phần sim sim bịch. Đấy. Sim bịch này thì em bán cho anh em là có luôn sim băng nạp chân 8 là 130.000 bao cước anh em nha, 130.000 bao cước dành cho băng Dream, dành cho băng Cricket. Thay được cho Vang cái em đảm bảo là thay được cho Vang Cricket vì em đã test thử rồi. Ok. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu cho anh em về cái mẫu sim. Đây, sim hộp. Đây là sim. Đây, cái này là sim lâu lắm rồi. Đây, hộp sim này đây. Đây. Hộp này thì mắc tiền hơn, hộp sim màu xanh này chất lượng mắc tiền hơn. Đây. Đây.
Trong này sẽ kèm cho anh em một cái dầu để anh em bôi vào cái chi tiết trên sim cho nó cái dầu. Cái dầu máy silicone. Và 8 kích cỡ cho anh em thay. Đấy, nó cũng giống như vậy thôi. Đấy, nó cũng giống như cái này nhưng mà sim màu xanh. Cái này nó có sim bình nữa. Kích cỡ giống y như cái này, không khác một tí tẹo hết, nhưng mà chất lượng cái sim màu xanh thì chất lượng nó tốt hơn. Nhưng đặc biệt cái hộp này nó không có sim cho băng nạp anh em nha. Không có sim cho băng nạp, nhưng mà em sẽ tặng cho anh em thêm 5 cái sim cho băng nạp nữa. Cái hộp này em đang bán cho anh em là 230.000 bao cước. Đấy, cùng một chai dầu. Hộp này thì nhiều anh em sử dụng rồi, rất ok. Đấy, hộp này 230.000 bao cước cho anh em. Đấy, hộp này là hộp đời cũ rồi. Nhưng mà dùng rất tốt. Đây, cũng là hộp sim nhìn vàng ricket luôn. Đây, cũng là hộp sim nhìn vàng ricket luôn. Đó, anh em thấy chưa? Sim này là sim màu xanh, màu tím, màu xanh. Màu xanh mà này, rất tốt. Kích cỡ chi tiết giống như nhau. Đấy. Rồi, đặc biệt cái này là nó sẽ kèm cho anh em thêm hai cái bông nhựa cho anh em thấy này, hai bông nhựa trắng này. Rồi một chai dầu này. Năm cái sim nhìn vàng nạp chân chắc 8 này. Đấy. Cái sim này bé này sim bằng chân chân 10 đây. Đấy, cái này chân 8 được anh em ơi. Cái này anh cái sim này là sim bé của van lò xo, van nạp lò xo. Còn cái sim này là sim của van nạp có ốc. Rồi hộp này em bán cho anh em là 240.000 bao ship nha. Đấy, 240.000 là gồm những này. Anh em thay được 5 lần, tất cả thay 5 lần, nó kích cỡ giống như nhau, giống y hệt, không sai một chi tiết nào hết. Đây, có kèm cho anh em thêm hai cái nhựa nữa, hai cái nhựa đồng hồ đó, hai bộ đồng hồ nữa. Đấy. Rồi một hộp sản phẩm như vậy là 240.000 anh em nha. Đây. À, gì đây nữa? Hiểu luôn. Đây là hai cái bông nhựa cho trục lò xo đây. Để cho anh em thay vào phần này này. Đây. Đấy. Đây. Có hai cái kèm cho anh em luôn. Rồi. Hộp này thì 240.000 bao ship cho anh em nha. Đấy, anh em đặt thì liên hệ cho em qua hai số này. Đấy, anh em đặt hàng thì liên hệ cho em qua hai số này. Đấy. Rồi, hàng em nhiều lắm anh em nha. Đấy, hết cái này thì em lại đặt khác về. Đấy, anh em cứ việc đặt hàng, em cứ việc gửi cho anh em. Rồi, chào anh em nha. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Đấy, anh em tiện thể anh em đăng ký kênh giúp em luôn. Đăng ký kênh giúp shop để ủng hộ em. Rồi, chào anh em nha.